Giám xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn trong một video tiếp theo của em về Đà Lạt, về những con đường cũng như là về những kỷ niệm thân thương. Đà Lạt hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2023, vào lúc 15 giờ chiều. Em đang đứng ở ngay con đường Nguyễn Tri Phương hướng về đèo Grand để chia sẻ đến quý vị và các bạn tình hình hôm nay chính thức đã đóng đèo Grand. Ngay buổi sáng hôm nay, mọi phương tiện sẽ phải lưu thông qua đèo Mimosa thay thế cho đèo Grand. Đèo Grand thì chính thức đóng cửa từ lúc 10 giờ sáng và người ta cũng đem những cái bảng ra đây để mà chặn đường, không cho xe cộ lưu thông vào và hướng dẫn người dân cũng như là du khách đi về các con đèo khác như là đèo Starcom đi lên Hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm cũng như là đèo Mimosa. Hiện nay đèo Grand đã đóng hai đầu hướng xuống đường 3 tháng 4 thuộc phường 3 của thành phố Đà Lạt cũng như là hướng lên từ cao tốc Liên Khương lên đèo Grand. Du khách lên thành phố Đà Lạt hay là xuống Đức Trọng sẽ đi theo hướng đó là đèo Mimosa cũng như là đèo Starcom. Tuy nhiên đèo Starcom để mà đi lên khu vực Hồ Tuyền Lâm thì người ta cũng cấm xe tải lưu thông bằng đường đó. Nếu mà quý vị và các bạn muốn đi Hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm thì chúng ta cũng có thể từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi xuống đường Chị Việt Vương. Đèo Grand sẽ đóng cửa một khoảng thời gian khoảng một năm, từ ngày 6 tháng 2 tức là ngày hôm nay bắt đầu đóng cửa và đến ngày 10 tháng 2 thì bắt đầu khởi công. Thời tiết ở Đà Lạt bây giờ thời tiết khá là dễ chịu, nhiệt độ mát mẻ và se se lạnh khoảng 22 độ C. Cung đường Nguyễn Tri Phương tức là đường 3 tháng 4 hôm nay vắng vẻ hơn ngày thường, chỉ có một vài chiếc xe lưa thưa của những hộ dân sống ở gần đó. Cuộc sống mưu sinh vẫn tiếp tục diễn ra nhưng mà chắc chắn sẽ là vắng hơn lúc trước, lúc mà chưa đóng đèo Grand. Trên con đường 3 tháng 4 tức là con đường Nguyễn Tri Phương, năm xưa thì có nhà nghỉ Thành Bạch, một công trình kiến trúc của Pháp rất là đặc trưng, được sơn với màu vàng, màu của thời gian kèm theo ô cửa màu xanh, rất là lâu phai màu. Ngày nay trở thành các khu cơ quan. Xe Vân Trang cũng như là xe Thành Bưởi là hai tuyến xe mạnh nhất đi các tỉnh miền Nam, trong đó có Sài Gòn. Con đường Nguyễn Tri Phương năm xưa trước 75 còn có cây xăng Kim Cúc với góc phố thân quen cũng như là những địa danh cũ ngày nay trở nên mới mẻ hơn, khác lạ hơn. Cây phượng tím trước một căn nhà biệt thự cũ gần như là không có gì thay đổi so với thời gian, chỉ có điều ngày nay trông rất là vắng vẻ, điều hiu như là thiếu đi bàn tay của chủ nhân. Quý vị và các bạn có thể thấy hôm nay các chú công an cũng đã đem những chiếc bảng ra đây để mà chặn cũng như là hướng dẫn du khách, người dân đi về các con đường khác. Nhiều người dân còn rất là bỡ ngỡ bởi vì vẫn còn chưa biết hôm nay đã đóng đèo Grand. Có những bạn vẫn chở trên xe những chiếc vali để rời thành phố. Những bạn đi du lịch ở Đà Lạt chắc chắn bây giờ phải đi vòng lại về các cung đèo khác như là đèo Mimosa cũng như là đèo Starcom để về đến nhà.
Ngay vị trí cửa ngõ đi vào thành phố đã tạm đóng cửa, nhưng mà quý vị và các bạn vẫn có thể đi lên đồi Robin để mà đi cáp treo, cũng như là chúng ta xuống những quán cà phê có view đẹp như là Bùi Văn Ngọ rồi Horizon. Và đi lên con đường Đống Đa, ngày thường vẫn có rất nhiều người chọn con đường này để mà chúng ta về tắt đẹp Grand. Nhưng hôm nay người ta đã chặn hai chiều rồi, bây giờ có đi xuống cũng đều quay về lại. Đây là con hẻm để đi tắt về đèo Grand, khu đồ này có tuyến cáp treo bắc ngang qua. Xuống đó là khu vực cảnh bình yên, nơi mà chúng ta thấy con đường Triệu Việt Vương, con đường An Bình, giáo xứ An Bình. Có lẽ trong nay mai nhiều người sẽ đi bằng con đường đó về Hồ Tiền Lâm thay cho cùng đèo Grand. Ở đây có những căn nhà lụp xụp, những căn nhà tiền chế, những ngôi nhà tạm bợ của bà con cô bác làm những công việc phổ thông. Bây giờ em sẽ chạy xuống cùng đèo Grand để cùng chia sẻ đến quý vị và các bạn cung đường vắng vẻ như thế nào. Bây giờ không còn lượng xe cộ lưu thông qua đây. Những con đường vùng ven như thế này cũng như vậy, rất là ít người qua lại. Chỉ có những người dân địa phương đi về nhà mình bằng những con đường này. Những căn biệt thự ngày nay giống như là nằm cô lập, ít người lui tới. Các nhà ma bình thường đã lạnh lẽo, giờ đây càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bầu không khí tĩnh lặng vô cùng, bởi vì không có tiếng xe,
chỉ nghe thấy tiếng chim hót. Đây là những quán cà phê trên khu vực đồi Cà Ri Dê. Có những quán cà phê có một cái view rất là đẹp, như là quán cà phê Tùng, dành cho những bạn trẻ, những ai thích ngắm mưa và rừng thông có thể ghé đến đây. Ngoài ra còn có quán cà phê để mà quý vị và các bạn đến đây xem phần biểu diễn của các ca sĩ để nghe những bài nhạc. Ngày nay để đi xuống những quán cà phê như thế này, buộc là chúng ta phải đi con đường Đống Đa thì mới đến được những quán cà phê trên đồi Cà Ri Dê. Thank you.
Bây giờ em đang có mặt ở ngay chợ Đà Lạt để chia sẻ đến quý vị và các bạn tình hình chợ Đà Lạt trong ngày thứ hai đầu tuần. Ngày thứ hai đầu tuần cũng là thời điểm vắng khách du lịch. Có những món đặc sản như là dâu tây, rồi bơ được bà con mình bày bán ngay phía trước chợ Đà Lạt. Tuy nhiên người bán thì nhiều, còn người mua thì ít. Và đến ngay vị trí này, em cũng xin được kết thúc video clip hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng quan tâm theo dõi. Em xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ, em xin được gửi lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.